xe đạp điện. Các bạn thấy không khác cái xe đạp thường đúng không? Đừng nghĩ nó là xe điện gì hết cho nó mệt mệt mỏi, nó khó hình dung. Tạm thời thì các bạn cứ nghĩ là nó là một chiếc xe đạp bắt buộc phải đạp được. Còn điện là nó chỉ hỗ trợ thôi. Các bạn nếu mà nhìn sơ sơ thì các bạn cũng không biết nó là xe điện nữa. Chạy ngoài đường chẳng biết nó xe điện đâu. Nhưng mà nó là chiếc xe đạp điện á, thương hiệu của Panasonic, hàng Nhật bãi cũ. Nha, mà đọc nhấn mạnh những từ đó nha. Hàng Nhật bãi cũ đã qua sử dụng á, là hàng đã qua sử dụng tại Nhật á. Và các bạn để ý là cái đường kính bánh là 26. Những cái form như vậy thì thường là các bé đi học nè, các mẹ đi chợ nè, và ông bà lớn tuổi ha, rất nhẹ nhàng. Tại vì căn bản là chiếc xe đạp mà. Bộ phận máy với lại pin của nó thì nó nặng hơn chiếc, cộng thêm một chiếc xe đạp cộng thêm 7 kg là nó sẽ ra chiếc xe đạp này. Bởi vậy nó rất là nhẹ cực kỳ. Chiều cao thì 1m55 cũng được, đến 1m7 như mình là đạp ok. Và trước tiên là mình sẽ không có mở điện mở đóm với đây hết nha. Các bạn nghe cái âm thanh đó, hồi mình sẽ giải thích cái âm thanh đó. Không mở điện như đây hết, phải là một chiếc xe đạp 78 kg đạp. Giống như không đạp luôn, nó quá nhẹ. Quá nhẹ thì xe không đi nhanh được. Ngừng cái chân vô số 2, chân nặng hơn, xe sẽ đi nhanh hơn. Tiếp tục là ngừng cái chân vô số 3, nặng nữa và đi nhanh nữa. Các bạn để ý là phải ngừng cái chân cho nó an toàn phần số nha, cho nó an toàn tuyệt đối luôn phần số. Nhanh chậm nặng nhẹ là do phần số. Rồi, đã hiểu phần cơ đúng không? Phần cơ có nghĩa là không có điện đóm ở đây hết, nó phải là một chiếc xe đạp như vậy. Đi số 3 đi cho nó mạnh nhất của chiếc xe. Tiếp theo là sử dụng điện khi mệt quá. Các bé thường là đi học xa, các bạn để ý những cái xe này nó giúp rất nhiều cho các bé. Đạp phụ nó một cái là ngồi vặn luôn, vặn đây ra lên chỉ co cho một cái chớn cái là ngồi vặn ra. Là thời điểm này nó chở đi xe đạp điện nè. Cái cách này là cách thứ hai, khi lười hoặc là đi học sợ đổ mồ hôi mệt, chiều đạp về không nổi mệt cứ ngồi vặn ra, đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là mình gần như khuyến khích anh chị em nên sử dụng gần như trong cuộc sống luôn. Những cách này là trừ khi nào mình mệt mình lười hay là như thế nào đó. Còn cách thứ ba là cứ đạp tay, chân đạp tay vặn. Hai thứ này kết hợp lại với nhau thì không có cái địa hình nào có thể cản được nó hết. Nó rất là khỏe, vừa máy vừa chân, vừa máy vừa chân. Mình 78 kg ha, mình sẽ đi leo những cái địa hình mà gần như chiếc xe đạp thường leo không nổi, chứ đừng nói là đến cái tải của mình nữa. Tải của mình cũng khá lớn, cỏ thì đều gần nửa bánh xe. Các bạn thấy với mình đạp vặn là đi hết, leo hết mọi địa hình, cầu vượt hay là hầm chui hay vấn đề gì đó là leo láng hết. Cái chân đạp tay vặn. Ừ, này đã banh động quá. Chân đạp tay vặn leo láng hết, nó rất là khỏe nha các bạn. Cỏ gần nửa bánh xe luôn. Lười ngồi cho chạy một chỗ, khi gặp sự cố chưa sạc pin trở về xe đạp thường. Các bạn thấy tác dụng của nó rất là hay. Đó là phần về cái cách chạy, cơ cấu của nó, hoạt động của nó như thế nào. Nãy cái âm thanh cạch 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 mình nói mình sẽ giải thích đúng không? Khi các bạn chạy nè, là các bạn phải kéo chống lên để các bạn dắt xe đi đúng không? Thì nó không âm thanh gì hết, nhưng mà khi các bạn chống chống đứng lên, gạt chống nha, đúng không? Kéo chống chống đứng lên, dừng cái xe lại thì tự động nó sẽ khóa cổ. Cái âm thanh này nãy các bạn nghe nè,
nó khóa cổ lại để cho cái đồ nặng nó không quặt qua quặt lại của chiếc xe. Dàn ghi đông ông tăng nhôm. Đây là bộ phận ga. Khi các bạn mở một nấc thì chạy ban ngày, mở hai nấc thì các bạn sẽ đi được ban đêm, sẽ có đèn. Cặp vỏ mới luôn, niền thép không rỉ, cam inox, càng thắng nhôm. Và nó khóa được là nhờ phần này. Khi các bạn đá chống lên á, điện thoại nó mờ mờ ta. À, rõ rồi. Khi các bạn đá chống lên là tự động có cái cây này nó chổi lên đây, nó chạy xung quanh cái cốp này, nó giữ lại, nó không gãy nha. Các bạn nghe cái âm thanh đó chứ thật sự nó không gãy được cái cổ. Như anh chị em sợ gãy cổ, không có. Khung sườn thép Panasonic. Dàn đầu nhựa con này còn đẹp ha. Cốp yên nhôm. Các bạn tăng chỉnh chiều cao ở đây. Thấp thì hạ xuống, cao quá thì đưa lên. Giò đạp nhôm và bàn đạp zin. Và một cái lốc máy nhôm của Panasonic. Đùm Shimano 3 số cho 3 tốc độ là nó. Nó điều chỉnh được cho các bạn nhanh chậm nặng nhẹ là nhờ anh đó đó. Và nó bước qua dòng cao thì nó sẽ bước bằng xài thằng thắng bi. Nghĩa là nó bấu bằng 6 viên bi lại với nhau. Nó không bố thắng, không bố thiết gì ở đây hết nha. Nó xài gần như là hư là dục. Mà muốn hư được nó thì mình bán hàng gần 6-7 năm chưa thấy ai báo hư cái thắng đi gì hết. Ở đây là sẽ làm cái lỗ vệ sinh của nó. Lâu lâu các bạn đi mưa thì các bạn nghe cái âm thanh thì các bạn châm nhớt nhiều nhẹ thôi nha. Nhớt nhẹ thôi. Nhớt nhiều quá là nó tung luôn. Nó trơn quá nó đâu có bấu được. Nó xài bằng bi mà. Bánh sau cũng vậy. Niền thép không rỉ và cam inox. Mình mới vô nhớt và nhớt cái răng nè. Cái gớm không? Về là phải rửa lại nữa. Trong đây sẽ là bộ tăng sên tự động. Sên trùng tự nó tăng luôn. Sên trùng à, tự nó căng luôn. Cắt tay zin. Vẫn là giò nhôm và bàn đập zin. Panasonic. Đèn của Panasonic. Quan trọng nhất trong chiếc xe này vẫn là pin. Như mình đã nói nhiều trong video, video nào cũng nhắc. Nhà anh em rộng á, nhà anh em nào rộng á thì anh em có thể kéo dây điện ra ghim trực tiếp và sạc luôn. Ghim sạc luôn, không cần phải qua biến áp, không điện đổ điện gì hết, nó chuyển về điện 220 hết, xài điện sinh hoạt của mình đó. Nếu nhà rộng. Còn đối với những anh em ở chung cư, nhấn nè, nhấn vô, kéo xuống nó mới cho khóa, mới cho lấy chìa. Anh em ở chung cư người ta sẽ không cho các bạn sạc dưới hầm xe đâu. Cái hầm xe là nó sợ cháy nổ, nó không cho sạc sạc xe đâu. Có nhiều chung cư cao cấp thì nó bắt đầu nó cho sạc. Nhưng mà đa phần là thấy không cho sạc. Rồi các bạn lấy cục pin ra. Các bạn cầm bộ vậy là các bạn sạc được rồi. Đem lên nhà sạc. Đi học sạc, cà phê sạc. Đi làm sạc, sạc mọi địa hình, ở đâu có điện là sạc ở đó. Khi sạc đầy. Ở trên tờ gì đây sẽ báo cục pin, nó sẽ báo đầy pin và hết pin. Nó sẽ báo trên đây. Để các bạn quản lý được cái pin của mình còn hết. Lắp vô là sử dụng được rồi. Còn khi đang sạc pin ở nhà thì con cái vợ chồng gì đó vẫn lấy xe đi bình thường được hết ha, không có liên quan gì đến bộ phận điện và nó không có liên quan đến phần cơ ở đây. Điện với cơ nó độc lập với nhau, nó không có lệ thuộc nhau bất cứ thứ gì hết. Không có điện vẫn chạy được bình thường và có điện thì chạy khỏe hơn thôi, không có lệ thuộc nhau điều đó. Thương hiệu của Panasonic, hàng Nhật Bản cũ.